Rồi, hello mọi người. Chào mừng mọi người đến với kênh Phúc Xe Un Gaming nha. Hôm nay mình xin hướng dẫn một cái tựa game cũng khá là lâu rồi, ra mắt tính thời điểm này cũng được hơn 2 năm rồi. Nhưng do mình thấy là nó rất là hay và mình muốn chia sẻ lại cho những bạn nào ít biết về cái thể loại này. Thì cái tựa game này tên là Anno 1800. Đó, nó thuộc cái thể loại game xây dựng chiến thuật mô phỏng. Đấy. Rồi, thì có một số bạn cũng có liên hệ trực tiếp inbox cho mình, nói là mình hướng dẫn cái game này chi tiết hơn một chút xíu nữa. Tại vì ở trong đây là nó có một vài cái cơ chế mà mấy bạn chơi á thì tìm hiểu nó cũng khá là mất thời gian. Thì ban đầu mình cũng như vậy, mình cũng chơi đâu khoảng tuần á, thì mình cũng chỉ mới biết khoảng tầm 80% game thôi đó, còn lại thì mình sẽ tìm hiểu từ từ cho tới cuối game luôn. Nhưng mà để mà không không có để cho mọi người chờ lâu nữa thì hôm nay mình sẽ làm một cái hướng dẫn đó, từ lúc mà mới bắt đầu màn chơi như thế nào, cũng như là sẽ chia sẻ cho mọi người biết đó là những cái mẹo cũng như là những cái điều cơ bản mà nó quan trọng ở trong game để cho mọi người hiểu hơn về cái cơ chế của game nha. Rồi ok, bây giờ đây là cái giao diện đầu tiên khi mà mình mới vào game nè. Thì mình sẽ vào ở trong cái mục New Game ha. Rồi ở đây nó có hai cái chế độ chơi. Cái chế độ đầu tiên á, là chế độ Camping, có nghĩa là mình sẽ đi theo cái cốt truyện của game. Đó. Còn cái chế độ thứ hai á, là chế độ Sandbox, có nghĩa là mình sẽ xây dựng tự do luôn, tự do thoải mái luôn. Rồi, mình sẽ chơi ở cái chế độ này ha, tại vì cái chế độ Camping này mình cũng đã chơi rồi. Đó, do mình hướng dẫn cho nên là mình chơi cái chế độ Sandbox này để mình cho mọi người hiểu hơn về cái chế độ của game ha. Rồi, tiếp tục. Rồi, ở đây nó cũng có hai phần Game Mode, có nghĩa là một bên trái của mình á, More Guardian á, là nó sẽ hướng dẫn cho mọi người nhưng mà nó có giới hạn. Còn cái Less Guardian này á thì nó sẽ hướng dẫn cho mọi người chi tiết hơn. Đó. Rồi mình chọn cái chế độ là Less Guardian ha. Ok. Rồi tới cái chỗ này á là mình sẽ chọn cái nhân vật chơi. Đó. Nó cũng nói chung là cũng dạng dạng gọi là giống cái avatar của mình thôi. Đó. Nó cũng không có cái gì gọi là quan trọng cả. Nếu mà nó quan trọng thì nó sẽ nằm ở AI nhiều hơn. Có nghĩa là mình chọn cái nhân vật này á cho máy á, cho cái AI á, máy chơi á, thì nó sẽ tùy vào mỗi nhân vật thì nó sẽ có những cái cách xây dựng, có cái phong cách xây dựng khác nhau đó. Rồi bây giờ mình sẽ chọn lại một cái nhân vật nào đó đi ha. Rồi còn đây là cái biểu tượng của cái quốc gia mình, của cái quần đảo mình ha. Rồi đây mình cũng chọn đại một cái nào đó nha. Rồi màu thì tôi sẽ chọn màu xanh xanh này đi ha. Ok, rồi đây là cái tên của mình đó. Rồi vô. Rồi ok, đây là những cái phiên bản, những cái gói mở rộng nha mọi người. Ở đây đã đánh dấu check sẵn vô hết rồi, thì khi mà mình tham gia game á thì những cái gói này là nó nằm sẵn hết ở trong game luôn đó, tức là mình càng chơi thì những cái gói này về sau mình khám phá ra á thì nó cũng sẽ tích hợp vô trong đây hết luôn. Rồi rồi cái phần này cũng không có gì để nói hết, cho qua luôn, continue luôn. Rồi ở đây thì nó có cái ba chế độ bình thường, khó và chuyên gia, nâng cao và chuyên gia. Thì ở đây á là mình sẽ tạo ra một cái tùy chỉnh custom này nè đó, để theo đúng như cái sở thích của mình ha. Rồi ở đây chế độ khó dễ nè,
đó. Cái random seed này á, là cái random, là một, là giống như là một cái màn chơi ngẫu nhiên đó. Mọi người có thể nhập vô đây những cái con số, những cái con số ngẫu nhiên thì nó sẽ cho ra những cái map ngẫu nhiên luôn đó. Đó, ví dụ như tôi nhập lại một cái con số này đi ha, rồi để chút hồi nó sẽ ra một cái map như thế nào, thì cái đó là gì? Hên xui như mọi người. Đợi tôi một chút. Rồi, cái starting world size này á, là cái quy mô thế giới mà mới được bắt đầu. Đó, có nghĩa là cái độ rộng của cái bản đồ thế giới đó mọi người, ở đây mình chọn lớn nhất luôn ha. Tại vì ở trên trong 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 game này á, mình cần khá nhiều diện tích để mình xây nhà thì cái tài nguyên của mình á nó mới thoải mái được. Đó, sau này mình còn nâng cấp rồi mình còn đi khám phá rồi mình còn nuôi dân đủ thứ chuyện trên đời á, cho nên là mình để cái chỗ đó là lớn nhất nha. Rồi, kích thước này là cái Island Size này, là cái kích thước cái đảo của mình nè. Đó, hiện tại là nó đang ở nằm ở cái hạng mục là lớn, là chủ yếu là lớn. Đó, mình để mặc định thôi ha. Rồi, cái độ khó khăn của đảo mình để là bình thường ha. Ở đây nó có hai chế độ khó khăn và khó. Đó, đây mình để bình thường thôi. Rồi, cái fertility này á, là cái khả năng sinh sản. Đó, khả năng sinh sản của tài nguyên thì mình để ở đây là mặc định của nó là nhiều ha. Rồi, khoáng sản cũng vậy luôn. Đó, mình cũng để là nhiều luôn. Rồi, cái loại ở đây là cái loại cái bản đồ của mình. Cái loại bản đồ của mình đó là mình là ở đây là có quần đảo nè, rồi atoll nè, atoll là cái gì tôi dịch không có đường nè, rồi hoặc là đảo ARC nè đó, hoặc là góc nè đó đó, thì đây là đây là tuyết nè, bông tuyết hồ nè đó, thì cái này là mọi người muốn để cái loại nào là cũng được ha. Ở đây thì hả mình sẽ để là quần đảo đi. Đó, để quần đảo nha. Rồi ở đây là những cái người chơi máy ở trong cái bản đồ, thì ở đây là nó sẽ cho mình mặc định nó là 3 người, thì mình có thể tùy chỉnh những cái mức độ khó dễ của từng người đó. Ví dụ như cái ông này là ông có nằm 1 sao là ở chế độ là dễ, là tương đối dễ nè. Dễ ở đây là có nghĩa là ông sẽ đưa ra cho mình những cái nhiệm vụ trong cái suốt cái quá trình chơi, ông sẽ đưa ra cho mình những cái nhiệm vụ dễ đó. Rồi 2 sao thì nó trung bình, không dễ cũng không khó. Rồi 3 sao là những cái nhiệm vụ khó hơn ha. Đó, thì để do mình hướng dẫn cái game này cho nó trơn tru mượt mà, để cho mọi người hiểu được cái cơ chế á, thì mình sẽ bỏ qua cái phần chơi khó, mình sẽ tập trung vào cái phần dễ trước đi ha. Oh yes, pick Rồi. me. We'll explore distant lands, sing songs and press sing. Còn phân. Rồi mình có thể là mình cho một ông 2 sao thử đó ha, coi nhiệm vụ ông khó như thế nào ha. Rồi, ok. Rồi đây là những thương gia, những cái người mà thương lái của mình nè. Đó, mục tiêu là để trao đổi hàng hóa, trao đổi tài nguyên với mình sau này nè. Đó, còn đây là cướp biển nè. Rồi như mình cũng đã nói là do cái phần chơi này là hướng dẫn, cho nên là mình sẽ không để chế độ cướp biển vô trong này ha, mình để off hết ha. Đó, tại vì khi mà có cướp biển đó, thì những cái cuộc giao dịch, những cái mà các bạn đi vận chuyển hàng hóa từ đảo này sang đảo khác đó, mà gặp cướp biển đó, nó sẽ đánh cướp của các bạn, rồi lúc đó các bạn là sẽ mất thời gian đó, là các bạn quay về cái hòn đảo của mình rồi lấy lại cái tài nguyên, rồi lại đi trên đường, rồi phải xây tàu chiến ra, rồi lại phải đi đánh nhau với tụi nó, rồi phải nói chung là phải quản lý rất là nhiều cái. Thì cái phần này mình tạm thời mình sẽ bỏ qua ha. Bạn nào mà chơi rành rỏi rồi đó, mình có thể để luôn cả cái phần này. Còn đây là mình cũng mới vừa mới biết chơi chơi sơ sơ thôi, cho nên là mình sẽ bỏ qua hai cái thằng hải tặc này rồi tiếp tục luôn ha. Rồi ở cái phần income này á, là cái phần thu nhập thì mình để chế độ cao. Rồi cái phần bảo trì nè mình để là tắt. Đó, bảo trì những cái công trình như là nếu mà mình mở lên thì các nhà máy trang trại là sẽ một có giá, sẽ một cái giá nhất định để ta bảo trì đó.
Rồi, ở cái phần là cái phần tiền hoàn lại chi phí xây dựng, có nghĩa là khi mà bạn xây xong cái công trình đó mà mình muốn phá hủy đi á, thì nếu mà để chế độ full á thì nó sẽ hoàn lại tất cả các chi phí cho các bạn nếu như các bạn lỡ xây sai đó. Rồi, còn đây là cái chế độ là di dời những cái công trình đó, nếu như các bạn lỡ xây ở trên xây bị lỗi mà mình muốn dời cái công trình đi chỗ khác á, chỉnh sửa đồ á đó, thì nó cho phép mình để chế độ on là nó cho phép mình nha. Rồi, cái phục hồi cái bài đăng giao dịch nè, cái phần này á để vô trong game đi, thì chút xíu nữa hồi có gì nếu mà nó xuất hiện mình sẽ giải thích sau. Rồi, những cái sự cố trong thành phố nè, như là cháy nổ nè, thiên tai, dịch bệnh đồ á đó, mình để chế độ dễ ha. Rồi, những cái tần suất nhiệm vụ á, nhiệm vụ của mình sẽ xuất hiện á, giống như là những cái người chơi ở còn lại trong cái bản đồ của mình á, nó sẽ giao nhiệm vụ cho mình là ít hay nhiều nè. Rồi, để là chung chung ha. Rồi, cái tầm ảnh hưởng của mình á, là mình cũng để là cao nha. Rồi, khi mà mới vô á, nó sẽ cho mình một cái con tàu đó, thì ở đây nó sẽ có những cái tàu là như sau nè, flagship nè, loại tàu soái hạm nè, rồi tàu vận chuyển giao dịch nè, tàu thương lái nè, tàu chiến tranh nè đó, hoặc là không có tàu đó, tùy các bạn chọn cái loại tàu nào cũng được. Rồi, mặc định để flagship ha. Rồi, ở bến cảng của mình á, thì nó sẽ cho mình một số các tài nguyên đó, thì do vậy là mình sẽ để chế độ là full đó, ở bên cạnh của mình là sẽ để chế độ là full nha mọi người. Rồi, bắt đầu với cái vốn đầu tư á, là cái số tiền mình ở trong game á, là bao nhiêu là mình sẽ để là đầy luôn, nhiều luôn đó. Rồi, cái River List map này á, có nghĩa là mình sẽ tắt cái chế độ sương mù đi. Nó giống như là mọi người chơi mấy cái game mà dàn trận như là Emdrive đồ á, thì nó sẽ có một cái chế độ sương mù mà mình phải dùng cái nhân vật ở trong game mình di chuyển khắp bản đồ để mà mình mở rộng những cái vùng mà nó bị sương mù che á. Đó, thì ở chế độ này mình để off nha, mình sẽ tự khám phá, nó sẽ hấp dẫn hơn ha. Rồi, tất cả những cái phần này còn lại thì mình sẽ để mặc định hết nha mọi người. Rồi, cái tên màn chơi của mình sẽ đặt theo tên mình luôn đi ha. Rồi, bắt đầu. Rồi, ok. À, rồi, đây là cái giao diện của cái màn chơi của mình ha. Rồi, như nãy tôi cũng đã nói á, là nó sẽ cho mình một cái đảo để mình xây dựng nhà cửa đồ ở trên này ha. Rồi, bây giờ quan sát xung quanh toàn là biển đó. Đó, những cái mà sương mù tôi nói hồi nãy nè, nó thì do là nó mình để cái chế độ tắt, không có để chế độ là mở hết bản đồ, cho nên là nó vẫn còn sương mù nó che đó. Thì mới vô trong game là nó sẽ cho mình cái tàu đó, như là mình mới vừa vô á, là nó sẽ cho mình cái tàu để mình có thể di chuyển khắp bản đồ mình khám phá. Thì trong cái bản đồ này á, đây nè, ngang trỏ chủ của tôi nè, nó sẽ có nhiều cái đảo khác nữa ở trong đây luôn. Nó và nó sẽ có bao gồm ba người chơi là mấy á đó, ở trong đây. Thì bây giờ á, mình sẽ bắt đầu mà mình xây nhà, mình phát triển thành phố của mình trên cái quần đảo này lên đó. Rồi, ok ha mọi người, bây giờ chúng ta sẽ quan sát xem á, là cái hòn đảo của chúng ta á, là nó có cái hình dáng như thế nào ha.
Ban đầu chơi là mọi người phải quan sát, thì mọi người quan sát xem là mình sẽ xây cái gì ở đâu trước nha mọi người. Đó. Rồi. Theo kinh nghiệm của tôi á, thì ở cái phần mà bên này con sông á, chưa có qua bên kia sông á, thì mình sẽ xây nhà cửa thành phố vào ở đây hết. Và tôi nghĩ là tôi sẽ nên xây một cái nông trại rồi ở đây. Cái nông trại nằm ở khu vực này. Đó, từ cái đỉnh núi này ở xuống tới phía dưới cái mép biển ở này ở đây nè. Đó, cái nông trại nhỏ nhỏ ở đây. À không, tôi nghĩ là tôi nên xây một cái thành phố mà thuộc dạng là nông dân rồi, à cũng được luôn, đủ cái diện tích mà nó cũng khá là lớn, nông dân rồi nông trại rồi tôi xây bên đây đó. Còn cái thành phố mà phát triển rộng lớn là tôi có lẽ tôi dành hết cái phần này ở đây luôn. Rồi còn lại ở trên đây thì tôi cũng sẽ xây cái dạng nông trại luôn đó. Nói chung là cái game này á, là nó sẽ ăn cái diện tích của mấy bạn rất là ghê nha. Cho nên là mấy bạn mọi người mà xây xây cái xây xây nhà ở trên đảo này á, thì mọi người phải chú ý phải tận dụng được cái diện tích tối đa của mình. Rồi những cái điểm lưu ý mà bây giờ là mình muốn mọi người lưu ý á, là mọi người phải biết trên đảo của mình là sẽ có những cái loại nông sản nào. Thứ nhất là khoai tây, thứ hai là lúa, thứ ba là một cái loại hạt giống để mình sau này mà mình có thể là làm rượu nè đó, và thứ tư á, là cái loại da để sau này mình có thể mà mình gia công thành cái áo đó. Rồi ngoài ra chúng ta có những cái loại khoáng sản như là đất sét nè, đất sét đây có 4 cái nè. Đó, mỏ này là cái mỏ sắt chúng ta có 3 cái. Rồi cái mỏ copper này, mỏ dầu. Copper này là mỏ mà để tiền hả ta, tiền đồng hả. Rồi cái mỏ đá vôi thì có 1 cái. Đó thì ở trên đây á, là theo như cái kinh nghiệm của tôi chơi về sau thì nó thiếu một vài cái nguyên liệu mà nó sẽ không có nằm ở trên hòn đảo này, bắt buộc chúng ta phải di chuyển qua một cái hòn đảo khác rồi xây dựng làng mạc rồi xây dựng thành phố ở trên cái hòn đảo đó, với mục đích đó là để khai thác các loại nông sản hoặc là khoáng sản mà trên đảo này không có, rồi di chuyển từ cái đảo đó về ngược lại bên đảo này để cung cấp cho cái đảo này, thì đảo này nó mới đủ tài nguyên mà nó nâng cấp nhà lên được đó. Rồi. Ở đây chúng ta sẽ có những cái chỉ số khác. Ở đây á, là chỉ số gỗ, timber nè. Chỉ số gỗ này á, là dùng để xây dựng các công trình, nâng cấp công trình. Rồi chỉ số thứ hai là giống như là thép vậy đó. Đó, cũng dùng để xây dựng và nâng cấp công trình luôn. Rồi, còn ở đây là cái số lượng dân cư mà mình đang có mặt ở tại trên đảo này ha. Rồi, ở đây chúng ta sẽ có 2 cái mục menu. Cái menu mà construction, menu ở đây là menu xây dựng. Rồi, ở đây mọi người quan sát giúp tôi nha. Rồi, chúng ta sẽ thao tác đầu tiên á, hãy coi cái nhà mà mới vô game mà mọi người thấy á. Thì đây là cái nhà mà cái bến cảng. Thì bắt buộc khi chúng ta xây dựng hoặc là đi qua những cái hòn đảo nào á mà muốn bắt đầu xây dựng được á, thì phải có cái nhà này, giống như là cái nhà chính của mọi người vậy đó. Đó, tài nguyên ở đây là game nó cho mình sẵn là 50 gỗ nè, 10 thép nè và 10 cái vũ khí đó, thì sau này là mình sẽ cần mình dùng tới. Cái thép thì ban đầu thì cũng chưa cần lắm đâu. Cái thép thì nó sẽ cho mình xây dựng cái nhà chính này ở ở trên cái đảo khác. Một một cái đảo là chỉ có tối đa xây dựng được một mỗi nhà chính thôi nha mọi người. Rồi bây giờ tôi thao tác á, là hiện tại là trong cái kho này của tôi á,
nó cho phép để mỗi cái nguyên liệu này ở cái thời điểm ban đầu á là 75, mỗi thứ là 75. Cho nên là tôi có thể là chuyển thêm cái số gỗ này nè, hay tại đây là 50, thì tôi muốn chuyển vào kho cho nó đầy luôn. Đó. Bằng cách là tôi nhấn vô con thuyền hoặc là nhấn vô cái nhà chính cũng được. Rồi mình bắt đầu mình nhấn vô cái nút ở đây là transfer menu nè. Rồi mình nhấn vô đây mình chuyển qua. Đó. Thì đây sẽ full là 75 gỗ và dư trên thuyền là 35. Rồi ok. Trên thuyền thì nó chỉ cho phép chứa mỗi cái nguyên liệu như vậy là 50 thôi nha mọi người. Rồi bắt đầu mình xây dựng ha. Rồi đầu tiên mình sẽ xây một cái con đường đi từ nhà chính đi vào. Đấy. Rồi cái kiểu xây như thế nào á thì do mọi người sáng tạo. Đó, mỗi người sẽ có một cái cách xây riêng, không ai giống ai cả. Đó, tôi cũng vậy. Đó, thì tôi sẽ giới thiệu những cái nhà đầu tiên mà mọi người cần phải biết nè. Cái đầu tiên là cái chợ. Thì cái chợ này á là bắt buộc ở khu vực mà dân cư nào á là cũng phải có chợ cả. Đó, và điều kiện tối thiểu của nó đáp ứng á, cho dân cư á là những cái nhà dân này nè, những nhà farmer này nè. Ban đầu gọi là nhà farmer, nhà nông nghiệp á. Là phải gần chợ. Đấy, nó phải gần chợ nha mọi người. Đừng có xa chợ quá. Đó, nếu mà xa chợ quá là nhà sau này nó sẽ nâng cấp không có được. Rồi, bây giờ mình bắt đầu mình xây nha. Xây như thế nào đây? Tôi nghĩ là tôi nên xây cái kiểu như thế này nè. Đó. Cái chỗ giữa trống trống này là về sau là tôi sẽ trang trí vô cho nó một cái hàng cây. Đó. Rồi. Ở bên đây là tôi sẽ cho đi khai thác gỗ. Đó. Đầu tiên là chúng ta sẽ xây có dân cư trước. Rồi bây giờ là tôi sẽ tận dụng cái diện tích tối đa này ở đây. Để tôi ngăn cách lại. Tại vì sau này á là mình sẽ xây những cái cảng cá nè, những cái cảng cá này nằm ở đây nè, cho nên là mình đừng có xây nhà dân full ra ngoài chỗ này, mình xây mấy mé ở trong đây thôi. Rồi thì mình xây ở đây trước đi. Khoan đã, tôi cũng muốn chừa cho nó một cái chỗ trống để mà tôi đặt cái kho hàng nằm ở đây, cho nên là tôi sẽ xây ở bên nhà dân này ở sau vô trong đây chút xíu. Nhà dân ở đây nó có cái diện tích đó là mọi người cứ lít vô trong một cái công trình nào đó bất kỳ, mọi người đếm ô nha. Ở đây là 3x3. Đó, 3x3 thì mình sẽ xây ở đây là 5x5 nè. 5x5 cái nhà kho là 5x5 thì mình sẽ chừa 5 ô, 1 2 3 4 5. Đây 5 ô đây. Rồi bắt đầu mình xây. Và chừa thêm một ô nữa là 6 để xem xe cái đường đi. Đó. Mọi người nắm chung, mọi người kéo vậy nha. Đó, là nó sẽ xây ra được. Rồi, trong trường hợp mà mọi người muốn xây mô phỏng lên đó, tức là mình chỉ xây nhưng mà chưa có áp dụng á, xây bản nháp á, thì mọi người lít vô trong cái biểu tượng là Blueprint Mode đây nè. Đó, nó sẽ nhảy từ đây này, nhảy sang đây nè. Đó, thì nó sẽ ở cái chế độ là nó mờ cái nhà, cái công trình của mình nó xây nó sẽ bị mờ. Đó. Đó, tôi xây mỗi hàng 5 nhà. Đó, mục đích là để chi, để cho cái nhà cuối cùng này nè, khi mà lát hồi nó di chuyển qua chợ á, nó cũng không có bị đi xa quá, nó sẽ có một cái đường nằm ở đây mà tôi xây nè. Đó, nó đi ra. Rồi, khi mọi người muốn xây thêm một cái nhóm nhà cũng giống như vậy luôn, không thay đổi gì hết, thì mọi ở đây nó có nút copy nè, mọi người lít vô trong cái biểu tượng copy ở đây. Rồi mọi người nắm kéo nguyên cả khu vực mọi người muốn copy. Đó. Rồi buông ra. Rồi. Đó, mọi người thấy không? Nó sẽ copy y chang. Đó, y chang cái khu vực mà mọi người vừa nắm kéo nó. Đó. Rồi. Bây giờ là mình sẽ xây tiếp theo là cái chợ nha. Rồi, cái chợ như tôi nói này ở đây là nếu như mà nó không quá xa á, thì mọi người cứ áp nó vô nằm ở khu vực nào ở đâu đây nè. Đó, như khu vực đây nè, những cái con đường màu xanh xanh này nè, xanh đậm là tốt nha. Đó, ok, như ở đây là ok nè, tốt nè. Đấy, rồi xây con đường xung quanh nó luôn.
Đó. Rồi. Tiếp tục. Tôi sẽ bị lạch đạch gì rồi phong mọi người. Nó không có đồng đều. Tôi xóa ra đi. Xóa ra đi. Sẽ có cái công cụ là Demolish này là xóa nha mọi người. Đúng chưa? Ngay hàng thẳng lối chưa? Đúng rồi đó. Rồi, khi mọi người muốn áp dụng cái nhà nào mà nó ấy á, thấy không? Xây chậm quá nó bị sập hết rồi, thấy không? Rồi, xóa đi. Rồi, sẽ nhấn vô cái nút ở đây, nó sẽ tự động nó áp dụng vào cái công trình đó. Đó, mọi người thấy bây giờ nó sáng lên, nó hoạt động rồi không? Rồi, tương tự như cái nhà khác cũng vậy ha. Đó, đây là đích từng cái. Còn nếu mà mình muốn đích nhanh á, thì mình sẽ nhấn vô cái chữ update ở đây. Cái biểu tượng update ở đây nè. Rồi, mọi người nắm cái công trình nào mọi người muốn update á, nắm kéo. Đó. Và nó chỉ áp dụng cho công trình nào mà mọi người chọn đầu tiên và mọi người quét nha, thì những cái công trình nào mà giống nó sẽ update lên hết. Còn những cái công trình nào mà khác nó đó, thì nó sẽ không được áp dụng. Đó. Rồi, ok. Rồi, sau đó mọi người chú ý nha, mình khoan vội up những cái này nha, tại vì mình đang chưa có gỗ. Thì ở đây là tôi sẽ tiếp tục khai thác gỗ ra. Đó. Đó, tôi sẽ dẹp cái con đường này qua đây và cho nó kết nối qua đây luôn. Đó. Rồi, đây là cái nhà khai thác gỗ của tôi nè. Đó, nó có hai phần. Phần này là cái phần ở trong trong rừng, để ở trong rừng. Đó, khai thác chặt cây đồ á. Đó, để ở trong đây. Phần này là làm ra tấm ván ép thành nguyên liệu gỗ trong đây nè, timber nè. Đó. Rồi, mọi người cũng tạo cho nó một cái đường đi nha. Tất cả các công trình đây là đều phải nối với lại đường đi hết nha mọi người. Rồi, cho nó hoạt động luôn. Đó. Rồi, tiếp tục. Đấy, mọi người thấy nó xuất hiện cái biểu tượng đây là No Warehouse in Grand nè, có nghĩa là nó thông báo là cần nó là không có cái nhà kho chứa đồ nào gần đây cả, cho nên là nó không có để được những cái nguyên liệu của nó vào trong kho. Thì mình sẽ xây cho nó một cái nhà kho ở gần đây. Đó. Thì đây là cái nhà kho là Small Warehouse nè, cái nhà này sau này mình sẽ nâng cấp được luôn nha mọi người. Đó, thì khi mà mọi người á, là chọn cái vùng xây của nó nằm ở đây nè, mọi người thấy cái những cái khoảng trắng mờ xung quanh cái công trình đó không, thì đó là cái khu vực nó đang làm việc. Nếu như mọi người xây cái công trình nào đó trên đây á, là mọi người đã chiếm diện tích rừng mà nó đang khai thác. Do vậy là mình sẽ di chuyển nó ra sao cho không ảnh hưởng tới cái phần diện tích rừng này của nó đang làm. Rồi, giờ tôi sẽ xây ra ở đây. Đó, cấp lên. Đó. Mọi người có thể di chuyển cái công trình bằng cách là nhấn vô chuột trái vô công trình đó và nắm kéo nha mọi người. Đó, như là tôi cảm thấy mới có 97% mà tôi thấy chưa hài lòng. Tôi muốn kéo qua đây. Đó. Lên 99 rồi nè. Đó, lên cho đây thành 100%.
Rồi, tôi sẽ để nó đây để nó khai thác được gỗ nhiều hơn, tốt hơn ha. Rồi, bây giờ tôi sẽ sửa lại cái đường đi ở đây nè. Rồi. Do gỗ ban đầu cũng khá là cần thiết cho nên là tôi sẽ xây thêm một cái nhà khai thác gỗ ở đây nữa. Ở đây cũng chưa được 100%. Đây, tôi nghĩ là ở đây. Rồi, tiếp tục di chuyển qua đây luôn. Rồi, ok. Rồi. Vậy thì chỉ có cái nhà khai thác gỗ này gần cái kho mình nhất nè. Vậy thì để mà đặt trung tâm vô cho sao cho hai cái nhà này nó gần thì tôi nghĩ tôi nên dời cái kho này sang đây. Đó, cho vị trí trung tâm nè. Đó. We need something first. Đó, cái missing good này là một cái cảnh báo nhỏ nhỏ thôi, không quan tâm lắm. Có nghĩa là hiện tại là nó đang chưa thấy nguyên liệu gỗ đưa qua đây, thì thằng này á, khi mà chặt cây xong nó đưa qua đây á, thì thằng này mới có nguyên liệu mà làm. Đó, chỉ có vậy thôi. Rồi, để tôi tăng cái phần năng suất này lên, năng suất làm việc gỗ nhiều lên chút ha. Bằng cách là mọi người nhấn vô trong cái biểu tượng, nhấn vô trong cái nhà mà khai thác gỗ á. Rồi, nhấn vô trong biểu tượng ở đây, thì năng suất làm việc của nó sẽ tăng. Đó. Ok. Rồi bây giờ chúng ta đã có gỗ rồi thì chúng ta sẽ tiếp tục nâng cấp những cái nhà dân còn lại ha. Đấy. Rồi sau khi mà đã có gỗ thì chúng ta hãy lướt vô trong cái nhà dân, lướt cho nhà nào đó bất kỳ để xem họ cần những cái gì. Đó thì mình sẽ cung cấp cho họ những cái mà họ cần. Và đây là cái thao tác mà tôi thành thật khuyên mọi người là phải sử dụng thường xuyên nha, phải thao tác thường xuyên nha, tại vì mình phải nắm bắt được là người dân của mình họ đang cần cái gì, họ thiếu cái gì, là mình phải cung cấp ngay. Nếu không làm kịp thời thì dân nó sẽ bỏ đi. Đó. Mà dân mà đã bỏ đi rồi á, thì nó sẽ xảy ra, nó sẽ là một cái hệ lụy dây chuyền kéo, ảnh hưởng kéo theo những cái hệ lụy khác rất là nghiêm trọng. Đó, cho nên là mọi người phải đáp ứng được những cái nhu cầu của người dân ở thời điểm ban đầu nha. Rồi, như bây giờ ở đây là họ đang thiếu cá nè. Đó, hiện tại đây là mình chưa có xây cái cảng cá này, mình xây một cái cảng cá này ở đây nha mọi người. Đó. Rồi, ok. Đó là lý do là hồi nãy vì sao là tôi chừa lại một cái chỗ trống ở đây để tôi xây cái nhà kho đây nè. Đó, hợp lý không? Rồi, bây giờ tôi sẽ làm một cái con đường nối vô. Đấy. Rồi, bây giờ là đã có cá rồi, bây giờ sẽ tới cái phần quần áo. Đấy. Như hồi nãy tôi đã nói là tôi sẽ xây một cái con đường á, kéo dài xuống dưới chỗ này. Đó.
cái nhà khai thác đất sét này á, để tôi chừa cho nó một cái chắc là sẽ xây được, không sao, có con đường là tôi đi ngang qua cũng không ảnh hưởng gì. Ok rồi, tôi sẽ kéo nó một con đường nó dài, chạy dài xuống tuốt dưới đây luôn. Rồi tôi nghĩ tôi sẽ có một cái kế hoạch xây dựng một cái vùng nông thôn, nông trại nằm ở dưới đây, nó cách biệt với thành phố xa hoa đó, để loại như vậy. Đấy. Đây là cái nhà quần áo của tôi nè. Đầu tiên là mình sẽ xây cái nhà chăn nuôi cừu đó. Xây đây trước nè, nhà tôi sẽ design cho nó một cái style trước nè đó. Đại loại là như vậy ha mọi người. Rồi mình nắm, mình dời, mình kéo vô. Rồi đó, coi tôi xoay công trình bằng cách là nhấn cái dấu lớn, dấu bé trên bàn phím của mình nha mọi người. Đó. Từ bên đây đi. Copy. Bị vướng là bị để xích vô. Xích vô chút xíu. Peddlers say there's nowhere. Rồi, ok chưa? Như tôi đã nói là phải tận dụng tối đa được cái không gian diện tích của cái game này nha mọi người. Nó rất là cần thiết, rất là cần luôn. Về sau mà chơi mở rộng ra là mọi người không có đủ cái diện tích đất để mọi người xây đâu. Rồi, chỗ này là tôi sẽ cho nó chỉ có để cái nơi mà sản xuất ra quần áo thôi. Đó. Rồi, di chuyển qua đây. Và một cái nhà kho thì tôi nên đặt nó ở trung tâm. Ở đâu đây? Ở đây đi. Đó, ở đây đi. Ok. Rồi, bây giờ quần áo đã có rồi. Để tôi xây dư ra một chút xíu nữa, tại vì cái nhà này là về sau là nó cũng cần để mà xây xây cái cánh buồm cho con tàu lắm. Đó, cái nhà mà nuôi cừu này nè. Đó. Copy. Đó, xoay cái công trình qua. Rồi tiếp tục, bên đây cũng vậy luôn. Đó, để bốn cái này nằm ở đây đi. Rồi nối chúng lại thành một con đường. Rồi. Rồi bây giờ mọi người quan sát tiếp theo ở trên cái phần số lượng dân cư này của mình ở đây nè, mọi người thấy không? Rồi mọi người phải quan sát để ý để hiểu ha. Hiện tại đây là nó có cái biểu tượng mà hình cây giống như là cây ba chỉa vậy đó. Đó. Thì nó là biểu tượng cho số lượng người nông dân. Đó, trong thành phố của mình hiện tại là đang có khoảng 160 nông dân, nhưng đi lao động thì lại hết 165 rồi, là cái job á, là đi lao động á, là đi làm việc á. Tại vì khi mà mình xây những cái công trình mình liên quan tới nông thôn, nông trại đồ á, thì nó sẽ tính vô trong cái số lượng này ở đây. Rồi do vậy, do là cái con số đang bị âm thì mọi người phải xây thêm nhà dân cho nó. Đó, xây thêm cái phần để đây nè. Đó. Là cái con số này sẽ tăng lại liền, nó dương lại liền, là cộng lên, thấy không? Đấy. Rồi, bây giờ quần áo chúng ta cũng đã có rồi. Thì nó sẽ có thêm một mục phụ ở đây nữa là cái phần happy. Có nghĩa là cái mặt buồn ở đây nè, hiện tại là dân chúng nó đang chưa có vui. Thì mọi người qua cái phần mà mặt buồn buồn này của nó là họ đang cần cái gì.
rồi đang cần một cái búp, đó là cái biểu tượng này nè, búp ở đây nè, đó mọi người sẽ có một cái biểu tượng búp ở đây, đó cùng click vô xong rồi chọn búp, rồi xây nó đèn cái, rồi ok, đó có búp rồi, đó vui lên liền thấy không, đó rồi để mà thêm tăng cái sự hưng phấn của nó lên nữa thì chúng ta sẽ xây thêm một cái phần snap nè, đó một loại rượu, đó tôi xây sẵn cái này ở đây luôn đi, về sau là tôi không có bị quên đó, là đã có cái công trình này nằm ở đây rồi. Rồi bây giờ rượu thì mình sẽ trồng khoai xong rồi mới xây dựng được cái phần rượu này ra ha. Rồi bây giờ tôi sẽ dành một cái khu vực nào để tôi làm rượu đây. Tôi nghĩ là cái khu vực này ở đây đi. Để tôi coi cái nhà rượu này nó tốn bao nhiêu cái ô. 1, 2, 3 x 4. Vậy thì tôi sẽ để thành 4 luôn. 2, 3, ok. Rồi tôi sẽ bắt cái con đường nằm kéo ngang qua đây. Đó. Rồi bây giờ tôi sẽ xây cái nhà mà trồng khoai. Nằm ở đâu đây đi. Sao cho nó đẹp đẹp á mọi người. Rồi, ví dụ xây thử ở đây ra trước cái ha. 2 3 Rồi vừa đủ 72 luôn. Thì nó sẽ ra như thế này. Tôi nghĩ là tôi xoay lại bên này. Ok. Ok. Rồi còn cái phần trống trống ở trên đây, lát hồi tôi cũng sẽ xây nó trên đây luôn. Rồi thử luôn. Ồ, cũng được ha mọi người. Rồi ok, tôi thấy là được rồi đó. Đó, rồi kéo nó qua tới đây. Rồi. Ok, khá là đẹp. Rồi, để cho nó một cái trạm cứu hỏa này nằm ở đây luôn. Rồi, bây giờ áp dụng vô một cái trước nha. Đây nha, yeah, snap đây. Rồi ok, rồi chúng ta quay lại cho chỗ nhà dân nha. Đó, đang sản xuất snap rồi đó. Rồi hiện tại là bây giờ là chúng ta đang không có việc gì để làm, thì bây giờ chúng ta sẽ đi khám phá xung quanh cái bản đồ của mình để tìm những cái người chơi còn lại nha. Để tôi chuyển cái số gỗ này vô trong đây cho cái kho nó đầy luôn. Chuyển vô hết rồi, ok. Rồi bây giờ mình có thể lên cái bản đồ, lướt vô con tàu xong lướt lên cái bản đồ nó cho nó đi tới những cái vị trí nào bất kỳ trên bản đồ để mà nó tìm ha. Rồi cái số tiền này của mình đang bị âm nè, do vậy là mình cần phải xây thêm nhà dân để mà cái số tiền này của mình nó đánh thuế để nó thu nhập trở lại. Đó, có công chúa xuất hiện rồi đó, công chúa Queen xuất hiện rồi đó. Đây, công chúa Queen đây. Đâu rồi, đây. Đó. Đây là hòn đảo của công chúa Win nha mọi người. Đó, như tôi nói là mỗi người đều có mỗi cách xây. Như cái
Bà này thì bà xây cái kiểu dày đó. Rồi thành phố bà đâu rồi? Đây là bên đây đó. Chờ lúc nào hay là cũng phải trang trí. Ủa đâu, cái này là cái nhà cứu hỏa chứ, đó trang trí kiểu vậy 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 đó đó. Tôi trang trí theo kiểu khác đó, giờ giờ tôi trang trí rồi nè. Đó, tôi đang chiến gì mà. Tôi chưa có nâng cấp mấy cái nhà đâu, tại vì ở đây tôi thấy cái số lượng nông dân của tôi nó còn ít quá, cho nên tôi để đó lát hồi hả tôi thấy là nó đầy đầy nó ổn rồi đó thì tôi mới nâng cấp lên đó. Đây là cái nhiệm vụ nè, những cái nào mình xuất hiện dấu sao trên đầu này, trên 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 màn chơi của mình nè, mà nó có dấu sao này mà người tích vô nha, nó sẽ có nhiệm vụ nhỏ nhỏ. Rồi tìm tìm nông dân, tìm chồng nông dân của tôi, rồi mọi người tích vô nha. Rồi thì tâm điểm của nó là sẽ nằm ở trong cái bút này nè, rồi mọi người tìm. Thì mọi người cứ di chuyển cái con trỏ chuột của mọi người á, mà nó xuất hiện cái bàn tay như thế này á, thì là cái mục tiêu nhiệm vụ của mình click vô đó là hoàn thành. Nhìn đơn giản vậy thôi chứ sau này nó sẽ có ích cho mình lắm á, là mình sẽ tạo ra được cái mối quan hệ tốt với những cái người chơi máy xung quanh mình. Rồi số gỗ của mình đang full nè, rồi để chống cho nó full thì mình sẽ nâng cấp những cái nhà này nữa đó. Ok. Rồi, tiếp tục tôi sẽ trang trí nằm ở đây. Chỗ này tôi sẽ trồng cây. Đẹp liền không? Đó, kiểu kiểu vậy đó mọi người. Rồi bây giờ ta sẽ tiếp tục tôi nối vô những cái nhà lại với nhau. Rồi bây giờ chúng ta hãy kiểm tra xem dân chúng ta. Những cái nguồn mà nguyên liệu nông sản là đã thiết thực đã đầy đủ với dân của mình chưa? Đó bằng cách là mọi người có thể nhấp vô cái bến cảng nè, nhà chính của mình nè, hoặc là cái nhà nào nhà kho của mình nó cũng được. Đó, nói chung nhà nào cũng được cả, nó có cái biểu tượng đây nè. Đó, statistic nè, hoặc là mọi người lướt vô trong cái phần ship menu nó cũng có luôn. Đó. Open ra. Rồi mọi người chọn cho mình cái mục là production nha. Rồi, mọi người quan sát ở đây giúp mình. Ở đây chúng ta có hai hàng, một cái hàng trên màu xanh này là cái phần yêu cầu. Demand là yêu cầu. Còn cái phần ở dưới, cái phần màu xanh lá cây này là supply, nó có nghĩa là năng suất mà sản xuất ra được là nhiều hay ít. Thì cái xanh màu xanh lá bao giờ nó cũng phải nhiều hơn, hoặc là lớn hơn, hoặc là bằng cái xanh màu xanh dương mới được nha mọi người. Đó. Còn cái chỗ mà sẹt 2 mà trên 4 có nghĩa là tiềm năng, có nghĩa là hiện tại là tôi ở đây là tôi đang có 4 cái công trình làm cái sợi vải nè. Giống như hồi nãy tôi xây 4 cái mà tôi mới áp dụng có 2 cái à. Đó. Là mọi người chỉ quan tâm tới cái phần mà màu xanh da trời này nằm ở đây thôi nè. Là ở đây là tôi đang sản xuất 2 nè. Ở đây nhu cầu cần 2 nè. Là đủ nè. Đó. Cá ở đây á, là đang là 2 nè. Đó. Nhu cầu là chỉ cần 1 là đủ nè. Đó. Đó là một cách mọi người xem cái nhu cầu. Và về sau, nó sẽ xuất hiện ra những cái nguyên liệu, những cái nông sản khoáng sản khác rất 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 là nhiều mà mọi người phải quan sát liên tục để làm sao đáp ứng được tất cả mọi cái nhu cầu của người dân sao cho nó mà nó tốt đẹp nhất. Đó. Rồi. Nào quan sát cái phần nít nào quan trọng rồi nè. Cái này mà nó chuyển sang cái cục mà cái thanh màu xanh lá cây á thì cái số lượng người dân nó trên đây nó sẽ tăng. Ở đây là cho tối đa là 10 người. Đó, như đây là chưa tăng hết nè. Đó, lý do là vì nó nằm còn hơi xa cái búp quá. Đó.
cái búp nó chỉ đi tới chỗ gần gần đâu đây nè, tới đây nè. Đó là mọi người thấy nó cái màu xanh đậm nó chuyển sang thành màu xanh nhạt nè, là do hai cái nhà nè, ba nhà nè nó còn nằm xa búp quá. Đó thì một chút xíu nữa nếu như mình có xây thành phố ở trên đây đó thì tôi sẽ để một cái búp gần gần ở đây để cho cái đường ở chỗ này nó trở nên màu xanh luôn. Rồi tiếp tục bây giờ chúng ta xây nhà ha. Rồi cái chỗ này tôi chừa là mọi người biết sao tôi chừa không? Để sau này tôi xây trường học, bệnh viện, rồi lại nhà hát, rạp hát đồ á, cho nên tôi không có xây chỗ này, mà tôi sẽ xây ở trên đây luôn. Rồi tiếp tục mình sẽ xây giống như ở phần dưới đây luôn ha, mình cũng copy ha. Đó. Đó, như vậy là mọi người vừa hoàn thành xong một cái ngôi làng nhỏ nhỏ của mọi người rồi đó. Rồi ngoài ra tôi sẽ chỉ cho mọi người thêm một số những cái nút khác. Đó, đây là thời gian nè, ngày đêm nè, đó, nhấn vô mình có thể chọn ban ngày ban đêm rồi nè, đó, chọn ban đêm nè, đó, nó ăn dày, thấy không, ngày nó ăn dày, đó, trưa nè, đó, tối nè, 21 giờ nè, tối khuya nè, đó. Đó, còn đây là mình không có áp dụng buổi nào cả. Đó, định tôi để luôn đi ban ngày đi, rồi. Đó, nút này là nút pause game nè, nút tiếp tục chơi nè. Đó, nút này là nút tua nhanh nè, tua nhanh hơn nè, đó, đơn giản ha mọi người. Rồi. Thì ở đây á, là tôi sẽ sơ lược cho mọi người hiểu thêm một số cái về tính năng của game nữa nha. Rồi, ở đây cái phần rau thịt á, là cái phần mà giao thương. Ở đây chúng ta có thể là tạo ra những cái chuyến giao dịch từ đảo này sang đảo khác. Đó, thì tôi sẽ nói cái phần này ở trong cái phần tiếp theo. Đó, để cho mọi người hiểu hơn về tính năng, tại vì bây giờ tôi chưa nâng cấp lên được cái thời kỳ thứ hai. Đó là tôi chưa nói. Đó. Rồi. Tiếp theo là cái phần này, cái phần đồng minh. Đó, hiện tại là đang ở chế độ hòa bình nè. Đó. Nó về sau là đồng minh nè. Rồi ở đây cái chế độ là giao thương nè, thương mại đồ nè. Đó, qua là chiến tranh nè. Đó. Rồi, world map ở đây. Rồi, tôi sẽ mở cái world map, tôi sẽ nói cho mọi người biết. Rồi, không phải chúng ta chơi ở trong cái quần đảo này ở đây là chúng ta kết thúc game đâu. Tôi chơi tôi mới biết. Đó, nó có rất là nhiều cái quần đảo khác nhau và những cái tài nguyên nguyên liệu khác nhau. Ví dụ như trong cái world map của mấy bạn á, nó không có cái tài nguyên đó để phục vụ cho cái việc là nâng cấp công trình, thì bắt buộc các bạn phải đi khám phá ra những cái bản đồ khác ở những cái quần đảo khác, nó sẽ có những cái chứa những cái tài nguyên đó, mà bắt buộc mình phải vô trong đó mình xây dựng lên thành phố nè, rồi mình phải trồng trọt lên nè, rồi mình mới có được những cái nguyên liệu đó, rồi mình vận chuyển từ cái bản đồ này về cái bản đồ cũ, nó từ cái thế giới này về cái thế giới cũ của mình. Đó. Thì cái mục chơi này á, rồi để tôi nói lại cái phần chút xíu ha. Cái phần này là cái phần là đăng báo marketing, nó công bố những cái tin đăng của mình nè, tốt nè, đó để thu hút người dân và thu hút những cái đồng minh xung quanh mình nè, chọn public nha. It must be wonderful to share the good news with others. Chọn công bố. Rồi. Quay lại thế giới cũ của mình bằng cách là lít vô trong cái chỗ này của mình ha. Thì cái điều mà khám phá ra những cái quần đảo mới nó sẽ xảy ra vào ở cái thời kỳ thứ ba, là sau khi mà mọi người nâng cấp cái nhà mà nông nghiệp lên ở đây nè, thì mình sẽ bước qua giai đoạn thứ hai là giai đoạn công nghiệp. Đó là sẽ cho mình khai thác những cái loại khoáng sản ở đây như là đất sét nè, đó, rồi sắt nè, rồi tuyệt đồng nè, đó, và những loại khoáng sản khác nữa. Đó, dầu nè. Rồi. Quan sát trên bản đồ thì mọi người sẽ thấy là trên bản đồ nó sẽ có những cái dấu cam cam, dấu sao màu cam cam ở đây nè. Đó thì mọi người lướt vô và mọi người kiếm nhiệm vụ để mọi người làm. Mục đích mình làm nhiệm vụ như vậy á là để mình tăng cái mối quan hệ giữa mình và cái người chơi máy ở đây á thêm sâu sắc. Đó để sau này mình có thể hỗ trợ lẫn nhau.
và cái số tiền này của mình, cái số doanh thu này của mình lúc nào nó cũng dương hết trơn á, mà nó cũng không có bị âm. Rồi nó ở đây nó kêu cái nhiệm vụ của mình là chụp cho nó một tấm hình ở cái lighthouse. Cái lighthouse là cái nào thì mình mọi người đừng có lướt vô chữ tag photo nha, mọi người lướt vô ngay cái tên đây nè đó, thì nó yêu cầu mình là sẽ di chuyển ra cái chỗ này nè đó để mà chụp một tấm hình. Rồi thì mọi người sẽ chọn vô trong cái phần con tàu của mình. Ở đây mình có đúng con tàu mới vô trong game, nó cho mình có con tàu này à. Nó chọn nó rồi chụp phải cho chạy ra đây, cho nó bơi ra đây đó. Giờ tàu mình đang nằm tuốt ở đây nè đó. Đó, giờ nó chạy tuốt ở đây để chụp hình. Rồi cái thời gian mà làm nhiệm vụ này là cho nó cho mình khoảng 30 phút đó. Thì con tàu này chạy tầm nó tới đó chắc khoảng tầm 50 phút gì à đó, thì nó chạy tới là mình chụp hình thôi là xong. Đó, rồi rảnh đó mọi người, hiện tại là bây giờ là cũng chưa có cần làm gì nhiều đâu. Sau này mọi người chơi á, mà nó lên tới 2-3 cái thế giới rồi á, rồi chơi mà quản lý 2-3 hòn đảo, rồi 4-5 hòn đảo đồ gì đó, lúc đó mới nhiều công việc. Tại vì lúc đó là cái đầu của mình, lúc đó là sẽ quản lý rất là nhiều cái để mình làm. Bây giờ hiện tại mình chỉ có tập trung vô trong một cái hòn đảo này thôi nha. Cho nên mình phải xây thật sự tốt thật là tốt, để sau này mình qua những cái hòn đảo khác á, mình sẽ không lo lắng gì về cái hòn đảo này nữa. Tại vì mặc định của nó bây giờ là cái gì nó cũng tự động hết rồi, cho nên là mình chỉ lâu lâu mình về mình ghé thăm nó thôi, coi dân chúng ra làm sao thôi. Đó như cái này là tôi mém thôi, tôi thiếu nữa không, cái nhà xe cứu hỏa nè đó, tôi chưa xây nè đó, tôi xây đây một cái rồi, tôi sẽ xây đây một cái đó. Rồi chúng ta hãy quan sát xem đó, là coi dân chúng nó có kêu ó, nó có kêu thiếu nguyên liệu rồi gì không, để mà chúng ta bổ sung kịp thời. Đến vô trong mấy cái nhà này coi nè. Rồi hầu như là đủ hết ha, không thiếu gì cả. Rồi coi trong cái mục rổ option thêm lần nữa. Đó, vừa đủ nè. Đó, nó có cái thằng mà làm ra rượu là bị thiếu này thấy không. Đó, giờ ở đây là nhu cầu thì cần 3 mà mới cung cấp có 2 à. Rồi sẽ xây thêm một cái nữa. Đó là đủ. Khai thác rượu rồi. Đây. We're taking every care. Ok. Nice to meet you. I've just returned from my expedition. Lại phát hiện thêm một người chơi nữa nè. Chairlady of the Jorgensen Foundation. Rồi, quan sát tiếp coi là nó thiếu cái gì nữa. Đây 2/4 hả? Giờ sẽ thêm một cái nữa. Đủ chưa? Đã đủ rồi, hồi nãy mình xây bị dư. Vậy để cho mình cho ngừng hoạt động này một cái đi, bằng cách là mình nhấn vô trong cái nhà rủ ở đây nè, nhấn spawn lại nè là nó sẽ không hoạt động nữa. Rồi, vô coi lại cái nữa. Bốn ba ok. Rồi tạm thời là cái thời kỳ mà ở dưới mà xây dựng nông thôn, cái thời kỳ mà nông thôn của tôi á, cảm thấy là ổn rồi.
Nó thì bây giờ là chúng ta sẽ nâng cấp lên cái thời kỳ tiếp theo ha. Thời kỳ 2 là mình lít vô trong một cái nhà nào đó bất kỳ và mình nhấn vô cái nút update ở đây. Đó, nó sẽ nhảy qua thời kỳ số 2. Đó, chúng ta sẽ có những thêm nguyên liệu mới. Đất sét nè, xúc xích nè, nhà giao dịch nè, bánh mì nè, nhà thờ nè, nhà làm cánh buồm tàu nè, rồi bến tàu chiến đấu nè. Đó. Xây cái này sớm cho mọi người, nếu mà có đủ nguyên liệu xây cái này sớm nè, tàu nè. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đi khai thác đất sét nha. Đất sét là một trong những nguyên liệu thứ hai đó, nguyên liệu của thời kỳ số 2 mà không có thể thiếu được. Đó, có thể di chuyển được qua những cái nguyên liệu qua lại đây là kéo trục trái qua lại được nha mọi người. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đi khai thác đất sét. Rồi mọi người thấy ở đây á, như tôi nói hồi nãy á, là ở cái biểu tượng mà ba cái chỉ ở đây đó là biểu 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 là biểu tượng của nông dân. Đó, hình cái bố đây là biểu tượng của công nhân. Rồi ở đây mọi người thấy là để xây một cái công trình mà khai thác đất sét á, thì nó cần là tốn 50 nông dân. Do vậy á, thì mình phải đi có được 50 nông dân mọi người. Rồi đây tôi mới có 10 à. Bây giờ là để làm sao mà nó có được thêm 50 nông dân á, thì tôi bắt buộc phải nâng cấp những cái nhà này lên, đúng không? Nâng cấp những cái nhà này lên á, thì cái số lượng nông dân ở đây mà thì nó sẽ bị giảm. Mà nó giảm thì bây giờ làm sao mới có thêm? Có thêm thì mình bắt buộc thì mình phải xây thêm những cái nhà này. Đó. Nói chung là cái game này nó kéo nó đi theo một cái quy trình, nó kéo theo, nó tỷ lệ thuận với nhau. Nó tức là mấy bạn mà muốn nâng cấp những cái mà về sau tăng lên đó, thì những cái lúc đầu mấy bạn tạo ra nó sẽ giảm đó, mà bạn tạo ra thêm, mà khi mà các bạn tạo ra ta xây thêm nhà nhà dân ở đây á, thì nhu cầu về nông sản tăng. À, nhu cầu về nông sản tăng thì mình bắt buộc mình phải làm gì? Mình phải xây thêm những cái nhà nông nông trại đấy ở đây nữa. Đó thì nó mới tăng nữa. Đó, đại loại là như vậy. Rồi bây giờ hả, là tôi sẽ dự phòng á, là tôi chuẩn bị xây thêm một cái khu dành cho nông dân nữa, thì bắt buộc thì tôi phải xây thêm những cái nông sản ở đây, nó thêm một cái trại chăn nuôi cừu. Đó, thêm một cái nhà sản xuất khoai tây. Đó. When do we start again? Và cho cái này nó hoạt động luôn. Đó, cho cái nhà sản xuất rượu nó hoạt động luôn. Rồi. Nhà cứu hỏa, chữa cháy hoạt động. Rồi. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu xây cái nhà mà đất sét cho hai mọi người. Rồi. Thì trước khi mà xây nhà đất sét á, thì mình phải nâng cấp cái những cái nhà nông dân này lên lên, lên cái đã. Lên. Lên. Lên, nó nâng cấp hết sạch gỗ luôn không? Đó. Bắt đầu mở khóa ra những cái nhà khác nào mọi người. Rồi hiện tại là đã đủ điều kiện để mình khai thác đất sét rồi, bây giờ là mình chỉ có thiếu gỗ thôi. Rồi bây giờ chờ gỗ một chút xíu nữa là sẽ được ha. Rồi bây giờ cái tàu của mình nó đã di chuyển qua tới đây rồi, bây giờ mình sẽ chụp cho nó một tấm hình đây, chụp cái ngọn hải đăng này đây quá, cái nhà này quá. Rồi ok, mình mở là cái Westlock netbook này đây nè, đó chụp đó, nhấn vô chụp nè, đó submit. Đó, hoàn thành nhiệm vụ. Đó. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ nó sẽ cho mình một số những cái phần thưởng, giống như là đây cho tiền và cho thêm một cái mối quan hệ ngoại giao tốt. Đó. Rồi chúng ta đi kiếm nhiệm vụ khác chúng ta làm nha. Rồi lấy vô chọn tàu này. Rồi nó nói với mình đó là di chuyển con tàu của mình đó, là đi qua bên gần cái tàu đó để lấy cái gì á hay cho cái gì á, nói chung là di chuyển qua đó. Cô bé này vừa xây xong một cái bến tàu nè, nó xây xong một ship gia nè. Đó, tôi chưa xây. Đó, xây cái ship gia thì nó cần tốn để coi 20 gỗ với 25 đất sét nha mọi người. Đó, do vậy chúng ta là cần phải xây dựng thêm đất sét nha. Tại vì tôi vừa chơi, tôi vừa vừa nói, tôi làm chậm chậm cho mọi người đó, mọi người theo kịp á, cho nên là tôi xây không có nhanh bằng mấy. Đó chứ nếu mà tôi chơi một mình là nãy giờ chắc cũng xây được tới cái gì rồi.
Ok. Rồi, nâng cấp. Đó, một cái nhà đất sét. Để coi gần đây có cái nào nữa không. Rồi, hai cái, hai nhà đất sét. Rồi. Đó. Đất sét sau khi nó khai thác xong thì nó sẽ di chuyển, vận chuyển vô trong một cái kho, à, cho tôi, trong một cái nhà sản xuất ra 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 gạch, gạch đất sét, để tôi chế thêm một cái khu để chỉ dành riêng cho cái nhà thôi. Đây, tôi để đây đi. Journeying to the center of you're wonderful, magical. Nó cần cái kho ở gần đây để tôi chế nó một cái kho gần đây. Shared prosperity. Đó, cái kiểu vậy ha mọi người. You're positively tận dụng positive. Hả, tối đa cái diện tích lo đây luôn. Đó, tôi xây sẵn, tôi nằm ở đây trước đã. Ok. Rồi, bên cái nhà này thì nó cũng cần một cái kho nữa, tôi cho luôn cái kho nằm ở đây. Đó. Nâng cấp lên ok chưa? Xoay quay đầu bên kia nó giống đó. Ok. Đó. Những cái kho này á, thì nó liên kết với nhau nha mọi người. Ví dụ như bây giờ á, cái thằng này á, nó vận chuyển cái đất sét này vô trong cái kho này thì cái kho bên đây nó cũng nhận được luôn nha mọi người. Cho nên là cái kho này là nó sẽ chuyển trực tiếp vô trong cái lò mà luyện ra cái tài nguyên pick nè. Đó. Gạch đất sét nè. Đó. Rồi chúng ta tiếp tục đi quan sát để xem dân chúng ta thiếu gì không? Ồ mà chắc không thiếu gì đâu. Tại vì tôi chưa có xây cái khu dân mới mà. Đó, hiện tại bây giờ là tại vì gỗ tôi đang ít quá, cho nên là tạm gác lại cái chuyện xây một cái khu dân cư mới đi. Bây giờ chúng ta chỉ có quan sát là nhiệm vụ thôi. Đó. Tôi nghĩ là chắc tôi phải khai thác thêm gỗ ở đây quá. À, để tôi khai thác thêm gỗ. Is as yet unclaimed. Okay. My bannermen tread new soil, the Neverwinter one. A competitor raised a settlement. Chắc có lẽ là tôi nên đề phòng cái vụ mà hỏa hoạn ở gần đây quá. Đó. Ok. Rồi chúng ta kiểm tra lại một lần nữa xem ra coi còn thiếu sót những cái gì không. Rồi, đất sét rồi nè.
Rồi bây giờ chúng ta hãy coi những cái nhà này ở đây đang cần cái gì, những cái nhà ở nâng cấp về sau nè. Đó, bây giờ là họ cần cần có xúc xích nè. Đó, cần có bánh mì nè. Đó, mọi người để nguyên như vậy vẫn không sao, thì cái số lượng người ở trong đây nó sẽ không tăng. Nó chỉ là 10/20 thôi. Còn nếu như mọi người xây cái này đáp ứng được cho họ xúc xích á, thì cái worker này nó sẽ tăng lên nha mọi người. Rồi. Đó, tiếp tục bây giờ tôi sẽ xây một cái trang trại nuôi heo để tôi lấy xúc xích ra nè. Why so mean? Để tôi nghĩ là tôi chế cái trang trại nuôi heo nằm ở đâu. Chúng ta để qua chế độ xây tạm thời đi. Tôi nhớ cái cách mà xây cái chuồng heo nó nhìn nó vuông vức đẹp lắm mọi người. Tôi nhớ lại coi. Không phải vậy. Do you call it altruism? A thank you for all you've done. Vậy đúng ta, chắc là dày nè. Kiểu nó vuông vuông vậy mọi người.
Đó, đại loại là như vậy. Rồi bây giờ là cái đống nhà xúc xích là tôi sẽ để nó nằm ở trên đây luôn. Xúc xích. Nằm ngang. Nâng cấp lên, đó. Loại vậy. Ok. Rồi bây giờ chúng ta sẽ nâng cấp tiếp theo cái nhà này nữa. Tại nó đang thiếu nè. Nó thiếu công nhân nè. Nâng cấp lên, đó. Đây chúng ta có 11 đất sét rồi nè. Đó, khi mà mọi người cung cấp được cho nó cái thịt heo rồi á thì chút xíu nữa hồi cái số lượng công dân ở đây nó cũng sẽ tăng theo nha. I'm only a cog. Can't be from us to make the foreman work. Rồi, nó có nhiệm vụ tiếp nữa kìa. Tôi qua tôi coi làm nhiệm vụ tiếp. You can serve as the it's an honor to serve a formation. Ờ, cho ông này 8 cung cấp gặp đất sét hả? Thế tôi có 13 nè. Ok, cũng được. Chơi luôn. Cho đi, mình là sản xuất mà. Này sản xuất được mà. Tìm biểu tình nè. Rồi bây giờ là xem một cái xì lô vô trong cái chuồng heo. Rồi ok. Mình cắp nhà lên. Xem một cái xì lô nằm trong đây nha mọi người. Rồi cho lúa vào xì lô. Đó, giống như là xì lô này là giống như là mình cho cái thực phẩm của con heo nó chất lượng hơn á. Đó. Rồi bây giờ cho trồng lúa. Lúa thì hả là tôi thấy là nó sẽ rất là cần cho cái mục tiêu phát triển thành phố sau này. Đó, nó rất là sử dụng cho nhiều nhiều cái như làm bia nè, làm bánh mì nè, làm chế tạo ra thức ăn chăn nuôi nè. Đó. Thì bây giờ tôi phải xây thật là nhiều cái nhà mà trồng lúa. 144 để tôi coi là bằng 12 nhân 12 hết ta. Vậy là ngang 12 dài 12. À, đây là 4 nè, là 3 nè. Thôi xây đại cũng vuông vức cái ta, nó đủ 144 luôn. Hay thiệt. Rồi. Còn cái chỗ này thì tôi sẽ để đây là 3 x 3. Ok. Xây hai cái nhà mà làm ra bánh mì là về sau nó mới cần. Rồi hiện tại là tôi sẽ đáp ứng cái phần đưa vô xì lô. Đó. Rồi xây thêm một vài cái nhà mà trồng lúa dự phòng ha.
Rồi bây giờ quay lại xem dân chúng nó cần cái gì. Tàu thủ về chưa? Rồi tàu thủ về nè. Cần 8 đúng không? Rồi ở đây có cho 8 luôn. Bớt lại chút. Cho 8. Rồi chuyển qua đây. Ok. Đó, bây giờ họ cần tới bánh mì nè. Bây giờ mình sẽ giải quyết thêm một cái bài toán bánh mì nữa. Rồi, tới cái chỗ này đó thì bắt buộc là mình phải xây thêm cái khu nông dân rồi. Tại vì bây giờ đó, nếu mà xây bánh mì ra đó, thì họ cần đó 10 nông dân nè. Đó, rồi xây cái nhà làm bánh mì là cần 50 công nhân nè. Rồi trồng lúa là mất thêm 20 nè. Đó, mình sẽ làm xây cái nhà bánh mì ra nha mọi người. Thiếu đất sét nè. Đó, đây tôi có ba cái nhà bánh mì là xây vừa khít ở chỗ này luôn. Trời ơi, sao hay dữ vậy ta. Này chơi hên hên sao nha. Xây sao nó vô vừa vặn luôn đó. Nó không bị dư, bị thiếu gì hết. Đó. Ok, lên. Chắc là tôi phải triển khai thêm mấy cái nhà mà khai thác đất sét quá. Đồ coi đất sét gì đâu, còn đâu thêm 2 bãi nữa. Trên đây 1 bãi nè. Hơi xa thành phố. Còn bãi đâu? Ở đây. Đó, 2 bãi nằm tuốt ở trên đây. Chắc là tôi nên xây luôn đi. Để tăng cái sản lượng lên thêm một chút. Nó sẽ tốn 50 công nhân của tôi. Ở đây là nếu mình xây 2 cái nữa là tốn khoảng 100, là còn khoảng 40 công nhân. Proper job. Còn khoảng 40 công nhân cũng chơi được mà. Ok, bắt một cái đường xuống dưới đây. Thẳng đây luôn. Rồi, mình để trung tâm hai nhà này là một cái nhà chứa. Bên kia tới không ta? It's all prepared. Đây tới không? Can I interest you in this recently công bố luôn. Tới không? Chắc tới, gì? tới. Ok, nó vô rồi. Đó, nó có đường màu xanh là tới nè, ok. Rồi, yêu cầu gì ở đây? Bà công túa. Rồi, di chuyển cái tàu của mình qua bên đây. Firewood must gather before the sun dies. You're flourishing. Kinh nghiệm tôi chơi là tôi xây vừa đủ thôi, cũng không để có dư, để dư nhiều quá nha mọi người. Tại vì khi mà dư nhiều quá mà nó không giải quyết, không giải quyết được với vấn đề gì thì lúc đó là mình lại phải tăng cái sản lượng nông nghiệp của mình lên. Đó, lúc đó là nó sẽ kéo theo dài đằng đẵng những cái hệ lụy về sau như vậy. Tôi nói rất là mệt. Vừa đủ thôi, dư khoảng tầm theo kinh nghiệm tôi dư tầm khoảng 200 quay đầu là được. I've no complaint. Bánh mì chưa có. Happy as a pig in muck. Bánh mì chưa có. Chưa xây nhà mì ra. Ok, xây nhà mì ra. Đó, xây nhà mì này nó âm xuống đúng không? Âm xuống thì mình sẽ nâng cấp cái nhà dân của mình lên. Nâng cấp lên, rồi vừa đủ. Rồi, bây giờ tôi nghĩ là mình sẽ xây ra một cái thành phố mới là vừa rồi đấy.
pamphlets, pickets, healthy honest protest. If some... đây là một, hai. Dương ngồi ở đây à? Vậy thì sửa lại cái đường ở đây đi, sao cho nó sát vô luôn. Sao sát đường vô nó. Ok, tôi nghĩ là tôi nên xây cái chợ này nằm ở đâu đây nè. Tôi xóa này đi. Chợ chắc là nằm ở đây đã ok nè. Đó. Ok. Tới chưa? Hi, hi. Only practice. Firewood must gather before the sun dies. If you pop off now, righty-ho. Rudder. Đó. Bây giờ tôi phải di chuyển qua đây nè. Mà tôi có một con tàu à. Bây giờ là tôi phải xây thêm một cái bến cảng ship gia để mà tăng cái tốc độ làm nhiệm vụ nó nhanh hơn. Chà, cần 25 cái đất sét, 20 cái gỗ. Chuyện nhỏ, 25 đất sét chuyện nhỏ. Hiện tại là cái thành phố của mình đang trong cái giai đoạn ổn định đó mọi người. Tôi nghĩ là chắc chơi tới đây thì mọi người cũng đã một phần nào hiểu được cơ chế của game rồi. Đó. Thì chắc có lẽ là tôi xin phép dừng cái tập 1 này ở đây. Đó, để cái tập lần sau á, là mình sẽ có những cái thú vị hơn để mà mình nói nhiều hơn về cái thời kỳ công nghiệp hóa hơn ha. Rồi, rất cảm ơn mọi người đã chú ý quan tâm theo dõi video này của mình. Nếu mà mọi người thấy hay và thấy thích thì mọi người có thể ủng hộ mình bằng cách là nhấn vào nút đăng ký ở phía bên dưới. Đó. Và có thể tặng thêm cho mình một nút like hoặc là nút dislike nếu như mọi người không thích video này. Đó, tại vì mỗi một cái nút dislike hoặc là một cái nút like của mọi người á là cái sự thay đổi để mình có thể tạo ra được những cái video chất lượng hơn nữa. Đó. Rồi, rất cảm ơn mọi người. Hẹn gặp lại mọi người ở tập kế tiếp nha. Xin chào và hẹn gặp lại.